À, chào các bạn, đây là một cây lan mà dòng họ mini bắt đầu bữa nay lên đẹp rồi các bạn. Đó là cây chớp NUB. Cây này phải nói là nó giống như cây da da vậy đó. Bữa mình có làm một cái video giới thiệu là cái dòng cây này nó lên một thời gian là nó sẽ lụi hết, nó rụng hết cái lá nha các bạn. Rồi nó lên một cái chồi rất là khỏe cho chúng ta, nên chúng ta có thể là cứ tách làm hai thân chúng ta nhân giống, cây nó sẽ lên đẹp nha. Còn không chúng ta để đi, nó cũng lên bụi lùm cho chúng ta ha. Thì bắt đầu những cái bụi này bắt đầu nó lên khỏe rồi các bạn, lên cái con khỏe rồi nè. Các bạn coi như lá già nó giật thấy vàng như vậy và nó rụng nha. Nó giống như là cây này nó giống như là có mùa vậy đó. Đó, nó lên một đợt vậy thôi. Rồi bây giờ nó lại rụng lá và lên đẹp. Nó lên lại cây là đẹp rồi các bạn ha. Tại nó quá xiên bông. Y hệt cái cây mini da da. Bây giờ nó lên những cái bụi rất là đẹp các bạn. Cây này chơi chớp thì thôi vô địch ha. Vừa siêu rẻ mà lại vừa đẹp các bạn. Đây, đẹp quá nè. Bây giờ khách muốn mua thì cứ lựa cây có chồi lên đẹp, thậm chí có bông luôn. Đợt này mình Mai Quy sẽ bán cây có bông luôn nha. Thì các bạn mua cây này về chơi ha. Nó là một cây chớp siêu rẻ và đẹp, xứng đáng để chơi. Trồng càng lâu càng giá trị nha. Mình chia sẻ các bạn một bí quyết để cây này mà các bạn giữ lá nhiều hơn. Đó là các bạn bón phân đậm đà nha. Bón phân đậm đà cho mình, tất nhiên là nguồn nước phải tốt nha các bạn. Thì có phân đều á thì nó sẽ không có bị rụng lá, hạn chế tối đa. Trong đợt này thì cái cây chớp đây mini mà gọi là chớp chớp nghịch á, đó bắt đầu nó cũng lên con đẹp rồi nè. Đó, bạn coi ha, đây nó bông nữa đó. Thì bắt đầu nó cũng đậm đà rồi. Nó lên nó con này kia đẹp rồi. Mà bữa kiếm cây đẹp không ra các bạn. Đợt đó khách mình nhiều khi phải từ chối đơn luôn vì không có cây đẹp. Nó là nó xấu cái mùa cuối năm á. Bắt đầu vô xuân rồi bắt đầu nó lên con đẹp các bạn ha. Cái cây mà loại chấp nghịch này thì thân lá là siêu mini nha. Nó còn mini hơn cái NUB nữa. NUB thì có thể dài thân hơn. Nó cao lắm nó cũng phải được giỏi lắm cũng được 20 cm. Còn cái thằng này mình thấy giỏi lắm 10 cm là hết rồi các bạn. Quả thật hôm nay đi vườn đầu xuân có nhiều cây đang đẹp như vậy, mời các bạn cùng ngắm. Giờ chúng ta có thể mua cây đẹp về để chơi, đặc biệt cho các bạn. Cuối video này các bạn sẽ được bật mí là những cây này các bạn mua là đợt này là mình sẽ giao cho bạn bụi như vậy luôn, nhưng mà để càng lâu thì nhà vườn người ta sẽ tách bụi ra để người ta trồng lại, tại vì bụi này lùm hết rồi. Các bạn coi ha, mấy cọng già này coi vậy chứ các bạn, cách cắt hai thân một thân là nó lên con hết, rất là đẹp luôn nha. Nên để lâu là người ta sẽ nhân giống ra, không được cái giò mà như vậy từ nãy giờ đâu. Chúng ta mà mình mua mình sẽ được những cái giò mà đi hai hướng gì luôn nè. Đó, Mai Quy sẽ cố gắng lựa chúng ta những cái giò đẹp gì luôn nha. Thì các bạn có mua thì có gì ủng hộ nhanh nhanh để được giò đẹp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin cảm ơn, xin chào.